Bây giờ hãy làm nóng riêng cho phần bụng của mình thôi. Hãy ngồi lên, lật ngửa cơ thể, ngồi dựng thẳng lưng và hai chân chúng ta mở rộng ra bằng vai. Ở tư thế này, nếu mình cảm thấy đau lưng, hãy ôm hai tay về sát vai của mình. Đó, dựng thẳng người. Nếu mình cảm thấy chưa đau lưng, vẫn có thể làm được, vươn dài tay về trước. Hít vào bằng mũi, chúng ta cong tròn cơ thể, cuộn về sau, mắt nhìn vào rốn. Thở ra bằng miệng, dựng thẳng người lên, hạ vai, nâng cả. Hít sâu vào, cong tròn hóp ngực cúi đầu. Thở ra. 3 lần nữa, hít sâu vào. Thở ra. 2 lần. Thở ra. 1 lần. Thở ra. Tiếp theo chúng ta đan hai tay của mình vào nhau. Với lựa chọn dễ thì mình cũng làm như vậy luôn. Dựng thẳng lưng lên. Rồi, khi mình thở, xoay sang một bên và hướng hai cái mũi tay của mình xuống dưới. Hít vào, quay trở về giữa. Thở ra, xoay bên còn lại và hướng xuống dưới. Hít vào, mình vừa kéo giãn lưng, vừa tập luyện nhẹ nhàng cho hai dọc cơ bụng. Hít vào. Thở ra. 5 lần. Thở, hãy từ từ bình tĩnh và làm động tác. 4 lần. Thở, những động tác giúp chúng ta không bị đau lưng, mình hãy cố gắng làm thật chậm và từ từ. Mỗi ngày chúng ta đều tập luyện để phần lưng của chúng ta sẽ dần dần khỏe hơn và tránh bị các chấn thương. Rồi, 2 lần nữa nhé. Một lần nữa. Rồi, sau đó đặt hai tay về phía đầu gối, hít bằng mũi lưng dựng. Thở bằng miệng, cong tròn người nằm xuống, vươn dài cánh tay của mình ra. Và khi chúng ta nằm duỗi thẳng tay ở đây thì hai tay của mình dính chặt xuống sàn, mình sẽ khép chặt chân vào. Làm nóng cho bụng dưới, hít vào chuẩn bị. Lưng của chúng ta sẽ có một cái đường võng nhẹ để thắt lưng của mình ở tư thế thoải mái nhất. Thở ra, chân bên phải nâng lên khỏi mặt sàn. Và đồng thời chúng ta lập tức ấn thắt lưng xuống để thắt lưng của chúng ta chạm sàn nhà. Lặp lại, hít xuống. Thở lên. Hít vào. Thở. 5 lần. Thở. 4 lần, chú ý thắt lưng. Thở, ấn thắt lưng chạm sàn. 3 lần. Thở, mình có thể hơi trùng nhẹ đầu gối nếu cảm thấy quá căng. 2 lần. 1 lần. Đốt cháy cơ bụng nào, lên vai, hep flow. Thở. Hít vào, nằm xuống thư giãn. Thở ra, cuộn lên, ấn lưng, nhìn vào rốn. 4 lần nữa nào. Thở, khi có hiện tượng mình cảm thấy bắp chân có thể bị chuột rút, hãy móc cái bàn chân lên để chân của mình căng hơn, nó sẽ đỡ chuột rút. 4 lần nữa. Lên. 3 lần. Lên. 2 lần. Lên. 1 lần. Lên. Rồi, chúng ta vừa làm nóng cho vùng cơ bụng của mình. Bây giờ đặt hai tay lên rốn và duỗi hai chân thẳng lên cao. Mình sẽ có tay của mình sẽ tì vào rốn và một tay vòng về sau gáy. Ở đây, hít bằng mũi một nhịp, móc hai bàn chân. Thở bằng miệng ba nhịp. Và hạ xuống. Sau đó, nhẹ nhàng đổi tay còn lại. 3 lần.
Đây là lựa chọn dễ hơn một chút nếu mình thẳng chân cảm thấy khó khăn. Co chân 90 độ, duỗi mũi chân, thở. Chúng ta đã thấy bụng nóng lên chưa? Mình bắt đầu tiếp tục 4 lần nữa nha. Thở. Ba lần nữa. Hai lần nữa. Một lần nữa. Và giữ nguyên động tác cuối cùng, duỗi dài hai tay ra, úp bàn tay xuống, tư thế 100, đập bàn tay 1 2 1 2 1 2. Chúng ta hít vào, thở ra. Hít vào, thở. Hít sâu, thở. Thở. 4 lần nữa. Thở. 3 lần. Thở. 2 lần. Mình đã cảm thấy bụng của mình được đốt cháy chưa? 1 lần cuối cùng. Hít sâu, cuộn vai cao hơn. Rồi, thở ra thả lỏng. Ở đây mình đã cảm thấy đốt cháy rồi. Bây giờ ôm tròn đầu gối vào, đặt sát tay vào đầu gối, lăn tròn. Lăn xuống và lăn lên 4 lần nữa. 3 lần nữa. 2 lần nữa, lăn thật tròn, nhìn vào rốn, để những cái chèn ép khi mình vừa tập bụng chúng ta được giải tỏa và thả lỏng thắt lưng. 1 lần nữa. Rồi, ngồi. Ép hai lòng bàn chân vào với nhau và với dài tay về trước, cúi đầu. Hãy giữ nguyên ở đây, thả lỏng khớp hông và cúi đầu xuống với 10 giây. Chúng ta hãy cùng nhau hít thở thật sâu. Hít thật sâu vào, mở căng đốt sống. Thở ra, đóng xẹp cơ thể và ép người xuống dưới sàn nhà. Hít vào, kéo giãn đốt sống. Thở ra, ép sâu đi xuống. Rồi, từ từ ngồi dậy, thả lỏng một chút tay và chân của mình. Chúng ta ngồi khoanh chân về phía trước mặt. Mình đã cảm thấy bụng của chúng ta nóng lên chưa? Vòng hai của mình đang được đốt cháy. Bây giờ hãy đặt hai tay lên đầu gối và dựng thẳng lưng. Chúng ta nhẹ nhàng xoay cổ. Với những động tác bụng, chúng ta cảm thấy cổ bị mỏi thì mình có thể lắc nhẹ, xoay vòng tròn, thả lỏng cho cơ cổ của mình. Sau đó vòng phần cổ của mình về phía sau, ngược lại. Hít thở đều. Một lần nữa. Rồi quay trở về giữa. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay. Đừng quên truy cập OneSK mỗi ngày để cập nhật những bài tập mới nhất, hữu ích nhất dành cho các bạn. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã like, subscribe, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ OneSK. Xin chào và hẹn gặp lại.